Chào các bạn, mình là kỹ sư hẻm. Đã lâu rồi mình chưa có chia sẻ kinh nghiệm gì về xe ha. Thì hôm nay nhân cái dịp cuối tuần này mình sẽ có một cái chuyến đi xa, đi về Đà Lạt rồi, chuyên để mình tận hưởng những cái pha ôm cua trái phải các kiểu. Thì việc đầu tiên mà để chuẩn bị cho chiếc xe đi ôm cua thì dĩ nhiên cái điều quan trọng nhất đó chính là về vỏ xe. Cái vỏ xe của mình lâu quá rồi mình đã không sử dụng, nên lần này mình đã quyết định đầu tư một cái vỏ mới. Đấy. Và dĩ nhiên ở một cái vỏ mới thì các bạn nên biết là mỗi khi mà nhà sản xuất ra một cái vỏ xe mới á, thì người ta sẽ có phủ một cái lớp rất là mỏng, nó gọi là giống như là cái dầu dưỡng á, để làm chi, để khi người ta lưu kho ở một thời gian dài hay gì đó thì những cái yếu tố bên ngoài nó sẽ ít tác động lên cái vỏ, nó sẽ làm mất tuổi thọ của vỏ đi. Vì thế nên có rất là nhiều trường hợp những bạn á, người ta mới thay vỏ vô mà các bạn đã vừa thay vào chưa kịp chạy gì hết mà các bạn đã lấy ra chạy ôm cua các kiểu, thì cái chuyện mà té ngã hay xòe nó là chuyện tất yếu. Vì thế nhà sản xuất khuyên rằng khi mà chúng ta thay cái vỏ mới á, thì ở 10 cái cây số đầu á, thì ít nhất là 5 cây số đầu đi ha, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ hạn chế cái việc bo cua lại. Nhưng với mình không có thời gian để mà mình chạy trước khi mà mình đi tour. Vì thế nên mình sẽ sử dụng một cái chiêu đơn giản nhất mà tại nhà mình sử dụng, đó chính là sử dụng giấy nhám để chà nhám cho đều cái phần vỏ và giúp cho cái lớp mà dầu bảo vệ vỏ nó biến mất. Để làm chi? Để khi tới ngày mình đi tour mình chỉ việc tự tin lên xe và chạy và úp cua mà thôi. Ngoài ra cái điều này nó cũng sẽ có thể hữu ích với những bạn mà chuyên đi thành phố, có thể là bạn đi thành phố cái khúc ở giữa bạn chạy nhiều, nhưng ở những cái mép hai bên ngoài này bạn ít chạy, điều đó tạo làm sao, có nghĩa là ở giữa thì nó nhám nhưng mà hai bên thì nó rất là láng. Mà như vậy thì lỡ như các bạn bắt đầu mà đi vô cua thì cái đoạn láng này á, nó sẽ khiến cho bạn mất cái sự bám đường ở một số cái km đầu tiên. Đấy, vì thế nên mình sẽ bây giờ sẽ hướng dẫn cận cảnh vào cái cách mà chà nhám trên cái vỏ của mình. Đây, xin mời camera tiến lại gần và để xem. Đấy, đây là cái vỏ mới, hoàn toàn mới, nó chưa hề đã được sử dụng và nó vẫn còn làn chỉ trên đây. Đấy, thì như thế nào, chúng ta sẽ mua một tờ giấy nhám, cái này mình thường gọi là giấy nhám Nhật, và chỉ số giấy nhám của mình là số 150. Đây nó có ghi chữ B150, là có nghĩa là cái độ nhám của nó là vừa phải. Thì để mà xài giấy nhám hiệu quả trên cái vỏ của mình thì có thể là đậu xe tại chỗ hoặc kích lên cũng được, nhưng mà ở tình huống này mình không sẽ kích, mình đậu xe tại chỗ và mình sử dụng tờ giấy nhám, mình cầm hai tay banh ra như thế này. Bạn có thể ngồi ngược chiều lại hoặc là ngồi thuận chiều như tôi đây. Sau đó chúng ta để giấy nhám cho nó phủ hết bề mặt như thế này, và chúng ta bắt đầu chà qua lại. Đó, như thế này. Đó, chúng ta bắt đầu chà qua lại như thế này. Thì dĩ nhiên nếu mà những ai mà đã chạy xe rồi mà cái phần ở giữa nó đã nhám sẵn rồi thì chúng ta không cần phải chà ở giữa, mà chúng ta sẽ chú ý việc chà hai bên hơn. Đấy, thì mình cứ thao tác lên xuống qua lại như thế này. Đấy, lên xuống và qua lại. Đây là cái vỏ mới hoàn toàn chưa sử dụng, nó sẽ rất là nguy hiểm. Vì thế mình sẽ cố tình mình chà để cho nó bớt cái độ láng của vỏ mới, và cũng giúp cho nó tăng cái độ nhám trên bề mặt cao su. Các bạn đừng có nghĩ là làm như vậy sẽ làm mòn vỏ hay gì, vỏ nó khó mà mòn lắm. Đấy, bạn chỉ cần chà như thế này. Đây, bây giờ các bạn hãy tiến lại để xem cái bề mặt mà sau khi mình chà. Đấy, đây, đấy, đây là cái bề mặt mà mình vừa mới chà. Đấy, bạn nhìn ở vị trí này nhé, ở những cái vị trí này là mình chưa chà nè. Đó, là nhìn nó rất là láng, nó không có độ sần, nó rất là láng. Còn đây là vị trí mình đã chà rồi, khi mà mình chà lên nó có độ láng, nó có độ nhám chứ lộn. Đấy, và khi nó nhám như thế này mình chỉ việc là tới cái ngày đi cua, úp cua hoặc là mình đi đua chẳng hạn, mình chở xe thẳng lên Đại Nam mà mình không cần phải đi chạy bao nhiêu cây số, mà mình chỉ cần là chạy warm up cho nó nóng thôi là mình bắt đầu có thể đè cua thoải mái rồi. Đấy, đây chính là một cái mẹo mà có thể sử dụng được cho tất cả những bạn nào mà vỏ mới hoặc là vỏ cũ mà mình ít đi cua, thì khi mà mình muốn đi cua thì nên xử lý hai bên cái cạnh mép hai bên đây. Đấy, và dĩ nhiên cái lần đi cua này mình sẽ quay cái video về để mà mình cho các bạn thấy cái sự hiệu quả khi mà mình làm những cái động tác như thế này. Đấy, thì
Tôi hy vọng đây sẽ là một cái kỹ năng, nói chung là nó rẻ tiền. Mua một tờ giấy nhám như thế này chỉ khoảng 5 ngàn tới 7 ngàn thôi, cũng tùy loại tùy hãng nữa. Và chúng ta chỉ việc là mất công chà từ từ thôi. Các bạn có thể là chà nhẹ nhàng, không cần phải chà mạnh. Đó, chủ yếu là khi bắt đầu giỏ mới, bạn sờ lên nó rất là láng, bạn chà sao bạn cảm giác là mình thấy nó nhám là chuẩn rồi. Đấy, tại vì đa phần cái vỏ phần bên đây nếu bạn đi đường thẳng nhiều có khi nó lại ít mòn. Đó, vì thế nên bạn nên chà nó nếu bạn ít đi, để khi mà bạn cần xài tới nó thì nó sẽ vẫn luôn đạt hiệu quả cho bạn nhé. Đấy, thì nói chung là chỉ tới đây thôi. Thì nói chung là về phần vỏ là như thế. Còn những cái mẹo khác thì bạn hãy cứ coi cái YouTube của mình trước đây, những cái mẹo mình đã chỉ ha. Và thế là cái phần về xử lý vỏ mới làm sao cho an toàn hiệu quả ở hai bên mép, để có thể có một cái chuyến hành trình tốt đẹp với những cái cua đẹp tuyệt vời, nào là đèo Tà Bao, đèo Tà Nung, đèo Brand, thậm chí là đèo Bảo Lộc. Những cái đèo đó bạn sẽ tự tin hơn khi biết rằng cái vỏ xe của mình hai bên mép vỏ nơi cần bo cua nó đã đủ độ nhám để bạn có thể thể hiện được rồi. Ok, hãy cùng chờ và xem mình thể hiện nhé. Chào mọi người.